Kết thúc mùa giải năm ngoái, đội bóng chuyền nữ hóa chất Đức Gia Hà Nội đã trụ hạng thành công sau khi phải tham dự vòng chung kết ngược. Đó là kết quả không như mong muốn của đội bóng giàu tham vọng này. Hướng đến mùa giải năm nay, đội bóng của viên Nguyễn Hữu Hà đã có những sự bổ sung đầy chất lượng ở các vị trí trọng yếu. Đó là chuyền hai Nguyễn Thị Thủy từ Mikado Thái Bình và đặc biệt là chủ công Nguyễn Thị Xuân từ Ngân hàng Công Thương, người đã chơi cực kỳ ấn tượng trong áo đội tuyển quốc gia tại SEA Games 30 vào năm ngoái khi cùng các đồng đội giành được tấm huy chương bạc. Và chủ công này cũng là người đóng góp rất lớn vào vị trí á quân của Công Thương ở mùa giải vừa qua. Huấn luyện viên Hữu Hà đánh giá rất cao tân binh đầy chất lượng này. Năm nay thì đội nữ hóa chất Đức Giang có bổ sung Nguyễn Thị Xuân của vận động viên cũ của Ngân hàng Công Thương về đầu quân cho đội. Thì tôi đánh giá là vận động viên Xuân thì rất là chuyên nghiệp và trong tập luyện và trong sinh hoạt. Bên cạnh sự có mặt của Nguyễn Thị Xuân và Nguyễn Thị Thủy, trong tay huấn luyện viên Hữu Hà vẫn còn đó những gương mặt đầy chất lượng như phụ công đá khoác áo đội tuyển quốc gia Trần Thị Bích Thủy, Trịnh Thị Huyền, Phan Thị Mỹ Hòa hay chủ công Vũ Thị Lập. Chính vì thế, thay vì mục tiêu phấn đấu trụ hạng như mọi năm, năm nay Bao Luyện đặt chỉ tiêu lọt vào top 4 chung cuộc. Về chuyên môn thì chúng tôi sẽ đặt những cái chỉ tiêu cho đội bóng ở bất kỳ những cái giải đấu nào thì cũng phải có cái chỉ tiêu. Chúng tôi cũng mạnh dạn là đặt chỉ tiêu sẽ phấn đấu vào top 4. Trong suốt quãng thời gian chuẩn bị cho vòng 1 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay, bên cạnh việc nâng cao nền tảng thể lực, huấn luyện viên Hữu Hà đang xây dựng cho đội bóng một lối chơi tốc độ và có độ gắn kết cao. Bên cạnh đó, huấn luyện viên 38 tuổi này đang cố gắng khắc phục những điểm yếu như chuyền một cũng như khả năng phòng thủ hàng sau của đội. Tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay, Hóa chất Đức Gia Hà Nội rơi vào một bản đấu khá khó khăn cùng với Bình Điền Long An, Ngân hàng Công Thương, Than Quảng Ninh và Tiền Đông Thanh Hóa. Chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Hữu Hà sẽ gặp nhiều thách thức, nhưng với một đội hình tương đối chất lượng, Hóa chất Đức Gia Hà Nội hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu của mình ở mùa giải năm nay.